Samba cái xe, rồi Audi với Volvo đây nè. Chỉ cần gật đầu nhẹ một cái thôi, con yêu ơi anh Dung Phúc đây rồi. Thôi bố ơi con lớn rồi còn đâu, xin tha cho con đau hết cả đầu. Trường thi gần nhà làm gì mà lo, vệ sĩ đi theo chỉ thấy vướng do. Ừ ngoan xinh yêu sao con nói vậy, xe hơi không đi lại chọn cái này. Kể từ giờ ai không chịu nghe lời, mặt dây đeo bám tôi sẽ tồi đời. Hay quá anh ơi đúng là chồng em, bao anh tan em cũng không thèm. Một lòng một dạ này chỉ thích anh, tim em không anh sẽ vỡ an thành. Thông báo một lần cho mấy thằng đần, anh tuân cua chế tặng lại cái quần. Tự đội vào đầu xong rồi cút ngay, nhanh nhẩu lên không là ăn suốt này. Cho anh nghe câu một và là ngất ngây, cứ lao là biết tay nói thẳng để em hiểu. Anh đây thì hơi đều để anh thì vảnh tai tiếp chiêu với chị Hoài. Yeah, phong cách tao rất chi là dâm chơi, anh Tuân may đậu đấy là tôi đời. Nếu cô em vẫn cố tình không nghe, cứ thử sẽ biết cách chị dâm nghe. Thôi chết em ơi đây chị khăn tay, sorry em nha ướt hết thế này. Chị chẳng cẩn thận đổ vào người em, lao hết cho em không thì bắt đèn. Trốn trốn vì em chị mình ác ghê, lần đầu gặp mà gian mặt mới